Sung định đi đâu à? Chú định đi đâu à? Hay vừa mới đi đâu về đây? Hôm qua đi là đi đi con nhanh đấy. Hôm nay đi đâu à? Hôm qua. Hôm nay ở nhà không? Vừa đi bóc ngô về đây à? Ngô bóc mẹ hồng rồi. Hôm nay không đi làm cái gì à? À, chú đi chăn trâu. Cái này cái gì đây ạ? À, thóc để phơi ấy ạ? À? À. Gỗ để đây làm gì chú? Gỗ này. Để đây cái ngô á? Không ạ. Cái này và cái này nó gốc xoay, cái này nó khô phơi để cho cái này đấy. Vậy chú mang cái gỗ này với cái que này đi ra chỗ khác đi, cái điệu này thì cất vào trong nhà. Đây. Trong bếp ủng cũng thế, không được để đây đâu. Trước cửa này nhìn không được đâu chú ạ. Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi Na Lin. Quý cô bác ơi, ngày hôm nay thì chúng em tiếp tục là quay trở lại với nhà của chú Sung. Đấy, rất là may mắn là hôm nay chú ở nhà để mà thân châu. Ngày hôm nay chúng em lên đây thì với công việc là hỏi xem chú Sung là nhà chú có đất đai để mà trồng cây quế hay không. Đấy, thì sẽ hỏi chú xem nào. Đây nhà... qua nhà chú Sung đi bắt ngô à. Ngô này nó bị chuột ăn này. Nhà chú Sung đã làm cái phơi quần áo ở trên này rồi đây. Chú Sung ơi, bà là bây giờ chú có thích trồng cây quế không? Không có đất ở đâu trồng á? Vậy cái nương sắn? Vâng. Trồng vào ấy. Cho thấy cái nương sắn dưới này này thì củ sắn nó bé rồi ý. Thì bây giờ là nếu như mà mình cứ tiếp tục trồng sắn như vậy thì cho thấy nó không hiệu quả đâu. Bởi vì là cây sắn thì nó ăn hoa màu của đất là rất là ác ý. Hay trồng quế đấy chú? Quay được thôi mà. Thế chú có trồng không? Có. Trồng nhá. À, vậy hay là bây giờ chú dẫn cháu đi xem đất đi. Đây vâng, đi xem là đất này trồng được khoảng chừng bao nhiêu cây xem nào. Thế nó cũng nhổ được một tí kia đi. Chú Sung phải đi dép vào nhá. Hả? Lấy đi vào nhà bẩn lắm đúng không? Đi vào nhà nó bẩn đi, dép đâu? Nhà. Lấy dép đi vào đi chú ạ. Nên mùa đông về là nhà chú Sung lại cất rơm để mà cho trâu ăn. Lại trong mạch kia là cho lợn nó ngủ cho nó ấm. Mới ngày nào là nhà chú Sùng là còn rất là sơ sát và mục nát. Nên bây giờ thì đã có ngôi nhà xây rất là rộng rãi và chắc chắn rồi. Nhanh thật, thời gian trôi qua. Đi chú ơi. Trơn quá. Chú Sung là bây giờ phải chịu khó tập đi dép đi nhá. Đi dép cho quen chú ạ. Đây này, cho thấy cái nương sắn này này của nhà mình. Vâng. Trồng ở đây cũng được này, bởi vì
sắn nó bé lắm, bây giờ trồng là không có năng suất nữa đâu. Cái sắn bé xíu à, củ cũng bé. À, cây mỡ này không phải của nhà chú mà cái sắn này mới phải à? Chú có định trồng quế bên này không? Vậy chú trồng hết quế vậy thì chú sẽ trồng sắn ở đâu nữa? Không biết á. Sắn vẫn trồng được sen kẽ một năm đấy chú ạ. Trồng sen canh. Bởi vì là cây sắn thì ăn hoa màu của đất rất là nhiều ạ. Thì cho nên là nếu mình trồng mà mình không bón phân thì chỉ có thể trồng được độ khoảng 2 đến 3 năm gì đấy thôi. Là hết chất dinh dưỡng của đất rồi. Hả? Trên này cũng của nhà chú à? Cái nào? Đâu? Sắn đâu? Cái này cũng phải ạ? Nương này với nương này với nương trên kia là của nhà chú hết nhỉ? Thế bây giờ là chú thích trồng ở chỗ nào? Trồng cái xá thôi. Và trồng, nếu như mà trồng quế thì chú thích trồng ở chỗ nào? Trồng đây là cái xá. Đâu, đi sang bên này xem nào vậy? Không trồng quế mà. Trồng quế, cơ mà nếu như mà trồng cây thì chú trồng ở đâu? Nếu có cây giống. Cây giống á? Ừ, nếu như có cây quế giống thì chú sẽ trồng ở đâu? Trồng cái nhà xa này đấy. À, nếu như mà trồng cây thì chú sẽ trồng cái nương sắn này ạ. Cái này trồng được mấy lần sắn rồi? Nhanh đó. Một lần nào? Một lần thì sang năm vẫn trồng được, còn bên này? Bên này trồng cát được hết thôi. Mà bên này trồng được mấy lần sắn rồi? Ừ. Trồng mấy lần sắn rồi bên này? Một lần đó. Cũng một lần à? Ừ. Hai cái một lần. Bây giờ mình vẫn trồng quế, trồng sắn vào vẫn được. Trồng được một năm. Trồng quế mình trồng thưa ra. Thôi mình trồng. Trồng sen canh vào ấy. Mình trồng lẫn lộn vào ấy chú. Sau lúc mình nhổ sắn thì mình để ý là đừng có nhổ vào cây quế là được, đừng hỏng làm hỏng cây là được. Đâu vậy đi lên trên này xem nào. Đi chú ơi. Ở đây nhìn rõ hơn chứ. Nhìn rõ hơn. Lên trên không nhìn được đâu. Vậy cái nương ngô này phải không? Đây, đây có phải cây mơ nhà chú không? Cho nương phải chứ. À, nhà chú có mấy cây này à? Bé nhỉ? À, chú trồng rồi chứ đây ạ. Mẹ chú trồng cây bao giờ? Trồng một tí thôi, xem đâu nè. Trồng mỡ bao giờ? Trồng một tí mỡ, đây là cái xa đây. Mỡ với sắn trồng lẫn lộn đấy ạ. Cái ngô này chưa có tổ mà. À, nhà chú xong rồi có một tí ngô ở đây nữa. Vậy cái nương này trồng cái mỡ rồi à? Trồng một tí mỡ đây. Xem. Ôi ôi, ôi ôi, đây cái này nhà chú cũng trồng mỡ này. Đây, cũng có thêm mấy cây mỡ này. Ôi, thưa thế. Cái mỡ ngày này thưa quá. Bây giờ mình không trồng sắn nữa thì mình lại trồng dày vào. Lác đác vài cây thôi ạ. Chắc là nhà chú không dậm cây vào ý. Nó chết không dậm vào. Thế bây giờ chú trồng được bao nhiêu cây? Không biết được. Không biết được à? À. Bên cái nương sắn bé bé kia chưa nhổ à chú? Cái này nó bia của chưa nhổ đây. Nhổ là thế để hàn bó, không có ra còn nhổ đây. Đấy, tại vì nó không có năng suất đây. Bè cái lương đấy bây giờ là hết lần này không trồng sắn nữa nhá. Trồng mỗi cây vào thôi. Trồng cây vào cái nương đấy là hợp lý đấy. Bè trồng cũng không ra củ đâu chú ạ. Thế chú có trồng được 2-3 nghìn cây không? Cố nó trồng được không? Tôi đang trồng nó bằng này bao nhiêu? Ngắn hơn một tí. Này tầm như này một cây. Tầm một cây. Vâng, cây một đấy. Nguyên cái lương kia cháu thấy cũng phải tầm được hơn 1.000 cây đấy. Lương sắn đây này.
trồng quế với đấy tốt đấy vì nó gần nước này. Ừ, nó ẩm ẩm ý, nó mới lớn nhanh. Nó nhiều đấy, cái này. Châu có cái châu vào cái gì, có cái vỏ. À, châu không vào được cái ạ, bên đấy. À, vậy được đấy. Được đấy. Thế quyết định trồng không chú? Quyết định. À, quyết định, vậy thì chúng em quyết định trồng. Thế cháu mang giống lên thì đi trồng nha chú nhá. Ừ. Bảo cả nhà đi nhá. Ừ. Trồng cây quế thì độ khoảng 10 năm đến 20 năm là có thể thu hoạch cây được rồi. Còn bây giờ là tầm 5 năm, chú trồng bây giờ chú trồng xong là 5 năm nữa là chú cũng có thể thu hoạch cành bán ở dưới cốc mì người ta mua cành ý. Lá bây giờ người ta cũng mua. Hôm qua em xem là hình như người ta mua lá 1.200 một cân. Đấy, lá cành quế to, đấy. Cành to nhỏ mua hết 2.000 một cân chú ạ. Quế này khá cành có to, con nhỏ không? Ý của cháu là cái quế này này, đây cái cành này cũng bán được này, cái chì chìa ra cũng bán và cái lá của nó cũng bán được. Đấy, là một cái cây gọi là không vứt chỗ nào nhỉ, không để bộ phận nào bỏ đi mà gỗ người ta cũng lấy làm củi này hoặc là làm tăm các thứ. Còn vỏ thì người ta đi làm dầu. À. Thế đi xuống dưới cái này đi. Cái nương bên này tốt đấy nhỉ. Vâng, nếu như mà ở nương này thì chú đã trồng cây mỡ, một vài cây mỡ thì sắn cũng mới trồng một lần thì chú cứ để mà cái nương này sang năm trồng sắn tiếp cũng được chú ạ. Bên này cũng thế, mình cũng có thể xen vào nhưng mà nương trên này là sang năm đừng trồng sắn nữa. Cái đồi bên này thì sang năm chú trồng một vụ sắn nữa. Thế lại cứ xen vào. Nếu mà sắn thấy có củ thì cứ trồng. Cái đôi này của chú là được được bao nhiêu bao sắn? Này từ trăm rồi, muốn mình bò hơn. Chú biết bao á? Và tất cả là hơn 200 bao mà. Tất cả nhà chú vụ này là được 10 tấn. Năm nay sắn được, sắn được giá thì chú bảo được 14 triệu. Này nương này cây sắn bé xíu xịu xiu. Ô không có nhỉ, không có. Cái lương sắn này là cứ trồng quế vào được chú Sùng ạ. À. Xong rồi quế năm hoặc sang năm mình nhổ sắn đi thì quế vẫn được mà. Như này mình vẫn có thể trồng cây quế ở dưới gốc được mà. Nhìn cây bé, cây sắn bé này thì biết là không có củ rồi. Vâng. Tết trồng rồi chứ nhỉ? À, ăn Tết xong mới trồng ấy ạ. Vâng. Cái mùa này thì là cái mùa mát ấy ạ, thì mình có thể trồng được cây quế rồi. Cái đất như này là đất ẩm ẩm ấy ạ. Đấy. Nó cũng không có khô quá, cũng không có nhão quá thì thích hợp trồng đấy. Thế vậy là chiều cháu gọi cây giống lên nhá. À. Thế chiều chú cũng ở nhà nhá. Vâng, chiều vậy bảo vợ con ở nhà nhá. Chú bảo là nhà chú sáng nay như khua mẹ với lại Dư đi đổi công hay sao ấy. À. Còn chú ở nhà phải chăm trâu. Thế vậy chiều nay chú ở nhà nhận cây quế nhá. Vâng. Hiện tại thì bây giờ đã là giờ chiều rồi. Để chúng em vừa chở cây quế lên trên này. Đấy. Chú Sùng đoán đây là bao nhiêu cây? Không biết bao nhiêu cây đâu. Thế á? Này cây quế thì họ đã trở lên đây rồi đấy. Đây là 2.000 cây quế. Chú Sùng ạ, 2.000 cây. 2.000 cây á? Vâng, 2.000 cây quế. Vâng, đây. À, cái này là trong túi này là 50 cây.
Vâng. Thì là đây có 40 túi chú ạ. Vâng, vâng. Hôm nay thì rất là cảm ơn một cô có tên là Hận đấy, cô giấu tên là ở bên Úc nhỉ ạ. Thì sau khi mà làm nhà xong thì cô có gửi cho gia đình nhà chú Sùng là số tiền là 5.015.000 để mà mua cây giống quế để mà trồng cô bác ạ. Lý do tại sao mà em có định hướng cho nhà chú Sùng trồng quế là bởi vì em thấy bây giờ ấy ạ, mà chăn nuôi thì mình chưa có kinh nghiệm này. Với lại chăn nuôi thì bây giờ dịch bệnh thường xuyên và nó rất là bấp bênh ạ. Cho nên em có thấy là trồng cây là cái mình chắc ăn nhất. Cho nên là cô cũng đồng ý là cho nhà chú Sùng trồng cây quế. Hôm nay là chúng em mua cây quế là tổng là 2.000 cây. 2.000 cây thì 2.000 cây thì nhân với lại giá là 1.800 một cây thì 2.000 nhân với lại 1.800 đồng một cây là bằng 3.600.000. Đấy. Tiền cây quế là 3.600.000 nhá. Một cây là 1.800 chú ạ. Cây này thì cũng to đấy. Vâng, thì 5.015.000 trừ đi 3.600.000 tiền cây giống thì còn 1.415.000. Đấy, tí em có sẽ trao lại cho nhà chú Sùng. Đấy, bây giờ là chú Sùng nhận cây quế đi. Xong rồi mang đi về nhà đi. Đây, cho cái này đếm nhá. Đủ 40 túi nhá chú nhá. Đây. Một túi. Sau này mà chú mà mua giống cây gì ấy, cây quế ấy, chú phải chọn cây đàn bà như này nhá. Cái lá nó xấu xấu như thế. Lá phải xấu xấu, đừng mua cây đẹp bởi vì cây đẹp là nó sẽ tỷ lệ sống sẽ không cao bằng cái này đâu. Đây chú điệu điệu đi. Cho sách thêm hai cây nữa. Là trước khi là họ đi bán quế là họ cho ăn phân nha anh nhỉ. Nhưng mà tó là cây cây này đẹp thì nó sẽ có đạm ở trong đấy. Còn những cái cây cằn cằn này thì nó sẽ nó sẽ là tỷ lệ sống cao hơn này. Đây sách thêm nữa. Cho anh Thành trở giúp chú Sùng nữa đi. Đây. Cây phải 4 túi. Xấu như này này. Thì mới sống được tốt. Hãy đi về đi. Đúng mang về đi, xong anh Thành chở thêm nhá. Anh có chở được không nhỉ? Cái này chắc đi hai cái thôi, hai cái một thôi. Đi bộ. Đi hai chuyến. Anh Thành phải đi tìm cái cây để vào đây thôi. Đi hai cái thôi. Đây. Đây. Vâng. Được bao nhiêu túi rồi nhỉ? À, kia là 8 túi. 12 túi rồi. 8 cộng 4 12, 12 túi rồi. 3 x 4. Đây là anh kia anh giúp xách 4 túi. Chú Sùng đi đầu tiên là 4 túi là 8, 8 cộng thêm 4 túi vừa nãy chả 8 cộng 4 12 là 12 túi. 13 14 15. 15 túi. 16. 17. Đây 17 túi. Đây. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22 23 24 25 26 26 này 27 28 28 này 29 30 30 31 32 33 ôi 33 túi này 33 rồi 34 35 36 37 38 39 40 túi. Chú Sùng lại đi chân đất rồi, tí nhớ đi dép vào nhá. Đâu rồi?
Thế xếp ra đấy cho tí chú Sung phải đếm nhá. Chú Sung ơi, túi này bị rách à, nên để đây à? À, ôi em bé, lấy cái gì đây? Cô xem nào, hả, quả gì ạ? À, quả trầu, quả trầu. À, thế là mấy bà cháu đi tìm hạt trầu để mà bán à? Ôi rồi em bé ngủ. Hôm nay là nhà mình nhận 2.000 cây quế nhá. Cái quế. Rồi đây là cây cuối cùng, túi cuối cùng. Chú Sung đếm đi bây giờ ấy. 40 túi. Vâng. Chú đếm xem đủ không? Đủ đây. Thì chú phải đếm chứ. Phải đếm đi. Vâng, chú đếm đi. Đếm cái cây này. Đếm túi. Đếm cái túi này. Đếm cái túi rồi. Một túi là 50 cây. Đếm 50 cây à. Bây giờ nó 3 cây. Hà bó thì 100. 1.000 thôi. Hà bó thì 1.000. Chỗ này sẽ là 39 túi. Bên kia có một túi bị rách. Được bao nhiêu túi rồi chú Sùng? Chú Sùng đếm vậy không được. Đâu? Đây. Nào cháu chú cũng đếm nha. Nào đếm lại nha. Này. 1. 2. 3. 3, 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, đếm nha chú Sùng nha. 39. Bên này một túi nữa là 40. Vâng. Thế đủ 40 chưa? Vâng, nhận đủ 40 túi nhá, là 2.000 cây quế nhá. Cái này là chú mang đi trồng luôn được rồi. Mà để lâu em phải tháo nhá. Nhá, mà đi cuốc. Mà này cái xíu anh à. Mà này đi hai. Nhưng tối tí nữa phải cho ít nước ở đây nhá. Là cái tưới rau rồi kìa. Tưới đây. Sáng mai trồng á? À? Sáng mai trồng á, à? Vậy thì sáng mai trồng nhá chú nhá. Thế tí nữa tưới nước rồi nhá. Nếu ngày mai với lại ngày kia trồng thì không cần phải tháo túi bóng. Còn nếu mà chú để lâu là chú phải tháo túi bóng ra. Sáng mai này trồng rồi anh ạ. Trồng rồi. Hả? Anh ạ. Cảm ơn nói kiểu gì? Chú bảo là cảm ơn cô rất là nhiều. Trồng vài cái này nữa nhá. Đây đằng sau trên vườn này cũng trồng được mà. Cái chỗ này được vài cây. Ừ.
sùng bảo với cô là hôm nay là sau khi mà nhà mình làm xong nhà ấy thì có một cô là cô giấu tên là ở bên nước ngoài thôi, ở bên Úc, là cô có gửi cho nhà mình là 5.015.000 để mà mua quế. Và bảo với cô như thế. Bảo với cô, bảo với vợ ấy. Bảo với vợ. Ủa trời tối nay hả? Chú dịch lại với cô là có một cô là cho 5.015.000 để mà mua giống cây quế. Ủa trời tối nay lấy giận mùa dương tổ 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 cho cái ổn trời. Chú Sùng không hiểu. Chú dịch tiếng Mông nói lại với cô ấy. Nghe tôi xem là nay trợ mùa dương tổ 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 cho hả? Ủa trời tối nay hả? Này cô cảm ơn. Là trộ một cái này. Vâng, bảo với cô. Là tiếng Mông. Nó tiếng Mông dịch lại với cô, bảo với cô ấy, bảo với vợ nghe ấy. Vâng, và bảo với cô như thế. Cho 5 triệu đi chỗ này mua hết mà. À, chi chỗ đúng rồi. Và chi chỗ này này. Đây. Như này nhá, ở đây là 2.000 cây quế thì cháu mua là một cây là 1.800. Thì 2.000 cây nhân với giá là 1.800 đồng một cây là hết 3.600.000. Thì bây giờ là còn 1.415.000. Thì cháu đưa lại cho nhà cô để mà cái này là coi như là sau này mình chăm sóc cây hoặc là mình có ốm đau thì mình mua thuốc thang. Đây còn đây là tiền thừa mua cây. Đây 2, 4, 6, 8, 10, 1 triệu này. 1.400.000. Em có không có tiền lẻ thì gửi cho chú Sùng là 1.420.000 đây. Chú đếm đi, gửi lại chú. 1.420.000. Ủa chỗ tối nay á, ủa chỗ nay chỗ mà bé bùa chỗ mà bé chỗ chỗ mà cho dân đồng tổ với chỗ thế, ủa chỗ tối nay mà. Cô bảo sao hả anh? Vâng, cảm ơn, vâng, cảm ơn cô đã cho tiền mua giống cây. Vâng. Thế cái này là mai có thể đi trồng được rồi nhá. Trồng thì cây tầm như này này. Một cây này, một cây như này. Như này cũng thế nhá. Trồng ở nương sắn ý. Đúng rồi, vâng. Đây chú đưa tiền cho cô giữ. Đưa tiền cho cô giữ cho. Đây cô đếm xem đủ chưa? Châu mà. Châu mà là đủ à? À, nhà chú Sùng là cũng rất là sạch sẽ đây nhỉ anh nhỉ? Rất là ngăn lắm cô bác ạ. Bát đũa này. Dao này. Đây là thóc nhà chú. Kiểm tra nhà tắm nhà vệ sinh xem có sạch không ạ. Đây. Đây là nhà tắm. Xem nhà vệ sinh đi ha. Đây, nhà vệ sinh thì cũng tương đối là sạch rồi. Chú Sùng nhớ là phải sạch sẽ nhá, quét nhà sạch sẽ, cố gắng là đi dép vào nhá. Cứ đi. Đây đây em bảo cho đây. Tại vì trong cái quá trình người ta chở thì cái bầu nó bị hơi bị lỏng một tí thì chú bóp bóp như này nhá. Đất ở trong này nó lỏng ý. Đấy, phải như này, không phải trồng nguyên vỏ đâu. Cái này thì phải bóc nó ra thì nó mới lớn nhanh được. Nhưng mà mày tua chứ. Nhưng mà chết quá, thì mà phải hẳn anh. Đây phải trồng nó chắc chắc như này này. Cái này thì cũng được nhưng mà nó sẽ lâu lớn hơn. Đây, nếu chú trồng ở nương thì cũng thế, đây trồng xa xa thôi. Trông phải nén nó chặt như này, phải chắc chắc vào. Đấy, chú cầm như này này. Đầu tiên nếu nó lỏng thì bóc ra, bóp bóp nó vào. Cái bầu nó lỏng ấy thì chú bóp cái đất vào. Lúc nó vứt thêm một cái thì... Này, chú trông đi. Đây, cây này cũng tương tự như vậy này. Đấy, bóc nó ra. Cái này to phết này. Này, đây chú khác trồng nè. Vâng.
Của cô Băng, em có tính rồi, năm nay là chú Sùng. Ôi em bé không cầm dao. Năm nay là chú Sùng mới có 52 tuổi thôi cô Băng. Yên tâm là 10 năm là cũng có thể thu hoạch được, thậm chí là 20 năm nữa cũng còn thu hoạch được chú Sùng ấy. Chú vẫn còn trẻ mà. Chú tuổi cành với lá là chú bán có tiền tiêu vặt rồi nhỉ? Năm nay là 5 năm là tỉa cành này với lại tỉa lá là bán. Chắc chắn tốt thì được. Nếu như sau khi trồng nó sống độ khoảng chắc tầm 1 năm bón phân được rồi nhỉ? Thì độ khoảng sang năm là chú bón phân là được. Nếu như chú có điều kiện thì bón phân thì nó sẽ còn sang lớn nữa. Sang năm ít phân về bón nhá chú Sùng nhá. Ừ. Xuống dưới chợ ấy người ta bán mà. Về cho tốt. Ngày trước chú trồng mỡ chú toàn để cả bầu à? Trong à? Ừ. Phải bóc nó ra. Nếu chú cảm thấy khó bóc quá thì chú lấy con dao ấy, mang cả con dao đi để mà cắt nó ra. Ừ. Từ ngày có cái bến rửa ở bên này thì tiện hơn rất là nhiều. Như vậy là ngày hôm nay thì chúng em đã bàn giao cho nhà chú Sùng là 2.000 cây quế giống rồi. Nên tiền dư thì cũng đã đưa lại cho nhà chú Sùng. Bây giờ thì chắc là chúng em cũng đi về thôi, em có không biết nói gì. Xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ nhà chú Sùng. Đấy, bây giờ là nhà chú Sùng là có đầy đủ nhà cửa này. Xong là bây giờ còn có thêm cả cây giống quế nữa thì thật sự là rất là mừng cho nhà chú Sùng ạ. Chú Sùng thì cũng rất là vui. Cháu đi về đây chú Sùng ơi. Mua cháy nhá. Mua cháy à? Đi về. Vâng. Đi về chị à? Vâng, cô bảo về xong là lại qua. Vâng. Đi mua cháy đây. Vâng. Đi về.